Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 Formatic sản xuất là 2021 Mô đồ là 2022, có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu kem Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội Xe lăn bánh quãng đường là 17.000 km Cực kỳ đẹp, chính chủ sử dụng từ mới Bao test hãng toàn quốc, bảo hành cho anh chị và các bạn đến 2024 chính hãng không ngập nước, không đâm va, Hỗ trợ ngân hàng lên tới 75% giá trị xe, lãi suất tốt nhất thị trường. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng Auto 31 số 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Đây là những chi tiết đường LED của chiếc xe thì em sẽ quay qua để anh chị và các bạn có thể tham khảo cái mẫu xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn quan tâm trong cái tầm giá bây giờ nó rất là hợp lý thôi. Chỉ khoảng hơn 1 tỷ 8 là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe với hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED được tạo hình rất là bắt mắt. Cùng với đó thì với hệ thống cốp của chiếc xe sử dụng là cốp điện. Với không gian cốp của chiếc xe thì rất là rộng rãi, một mẫu cầm cao 5 chỗ. Với những đường đinh tán cũng như là hệ thống keo chỉ của chiếc xe thì vẫn giữ được độ nguyên bản. Các bác có thể tham quan qua. Khi mua xe thì đơn vị khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng để kiểm tra. Vì khi đầu vào đơn vị đã kiểm tra rất là kỹ rồi Với những phần chi tiết như nốt sơ cua chưa hạ Thảm trải sàn chính hãng vẫn còn nguyên Mọi đường led vẫn giữ được độ hoàn hảo cao Đấy, những Chi tiết hoạt động của phần cốp nó vẫn còn rất là trơn tru Sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn có thể tham quan không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai Với không gian ghế ngồi thì có phần tap ly bọc da rồi những phần ốp gỗ này Hệ thống màng loa được bọc kim loại Với phiên bản này thì nó sẽ có trang bị là loa boom còn lọng mày ra thì nó có phiên bản glc 200 là bản thường thì nó sẽ không có trang bị hệ thống giải trí loa buông đây là những cái chi tiết đường nét về những cái chi tiết hệ thống ghế ngồi anh chị bà con thể thấy nó rất đẹp anh chị ạ từ những cái phần chi tiết ở ghế ngồi cũng như là cửa gió điều hòa trung tâm mọi đường nét của nó vẫn còn rất là hoàn hảo và đây là những chi tiết về hệ thống ghế ngồi ở phần cánh cửa ở hàng ghế lái với những tiện nghi như là các phím điều chỉnh à, ghế này rồi là hệ thống nhớ ghế, các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương. Đầy đủ những tiện nghi cũng như là tính năng để anh chị và các bạn có thể thao tác một cách dễ dàng, thuận tiện, đảm bảo an toàn cho anh chị và các bạn khi di chuyển trên đường. Đây là những cái chi tiết về ốc bản lề cũng như là hệ thống bậc lên xuống, mọi chi tiết vẫn còn mới và đẹp. Chất lượng ghế lái của chiếc xe thì với hệ thống ghế thể thao, ngồi ôm lưng tạo sự thoải mái cho người ngồi trong những chuyến đi xa không bị mệt mỏi. Đây là những cái phần yên ngựa cũng như là các phần tính lăng, chống chân trượt, hệ thống cam 3, 60 cũng như là phần màn hình giải trí này. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau thì nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin, lễ chuyển số và có trang bị cần số sau vô lăng. Đây là những cái hệ thống chỉnh đèn những chi tiết rất là hoàn hảo anh chị ạ. Và với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic sản xuất là 2021, lăn bánh quãng đường là 17.000 km. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 859 triệu. Còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể anh chị bạn có thể tham khảo. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.